nhằm thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật và xoa dịu phần nào sự mất mát và tổn thất nặng nề của các bà con bị ảnh hưởng trong cơn bão lũ Noru vào tháng 9 vừa qua. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vũng Tàu, Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện trong thành phố đã phát tâm ủng hộ tịnh tài tịnh vật cho Ban từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố tổ chức đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Sáng ngày 5 tháng 10, Đoàn từ thiện Phật giáo thành phố Vũng Tàu do Ni sư Thích Nữ Nguyên Xuân làm trưởng đoàn đã đến xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trực tiếp trao tặng 400 phần quà, trong đó 10 căn nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn mỗi nhà 3 triệu, 30 căn nhà hư hỏng nặng khó khăn mỗi nhà 2 triệu, 50 nhà nặng mỗi phần 1 triệu đồng, 100 phần trường tiểu học bán trú huyện Mường Xén bị cô lập 300.000 đồng mỗi phần, 200 phần cho đồng bào bị lũ lụt thiệt hại nhẹ 500.000 đồng mỗi phần. Tổng trị giá cho đợt cứu trợ này là 270 triệu đồng. Được biết đây là đợt cứu trợ đầu tiên, dự kiến đoàn sẽ tổ chức đi đợt thứ hai vào giữa tháng 10 năm nay.